Chào mừng các bạn đã đến với kênh Game Hot. Bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn một trận đấu với cái tên là Siêu Samurai. Lần đầu tiên mình thấy một Death Samurai hoàn hảo như vậy thưa các bạn. Và bên cạnh đó còn thêm một con bài có khả năng kích hoạt vô hạn. Các bạn hãy lưu ý đến con bài 7 up nữa nhá. Đó là một con bài có khả năng kích hoạt vô hạn. Hiện tại thì Bakura đã triển khai được 2 con bài phép. Có lẽ là cần phải có nhiều EQ thì mới chơi được Death Samurai này thưa các bạn. Cảm thấy nó rất là phức tạp. Các bạn lưu ý tình huống đó nhá. Như vậy con bài 7 đó nó kích hoạt khi mà một con quái vật chiêu hồi đặc biệt, và nó có khả năng kích hoạt vô hạn. Như vậy nó khắc chế hoàn toàn những con bài như là cà bông, hay là con bài bò sát tiền hóa, hay là dạng những con bài tương tự như vậy, hay như kiểu con hề. Như vậy con 7 đó sinh ra để khắc chế ba con bài chiêu đặc biệt. Còn đây là khả năng một khả năng triệu hồi rất là vi diệu của Death Samurai, cực kỳ vi diệu thôi các bạn. Đây một Death đòi hỏi rất nhiều EQ. Đòi hỏi nhiều EQ, đòi hỏi trên 7 phẩy về môn toán. Những bạn nào mà dột toán thì có lẽ chơi Death này là hơi khó. Và như vậy với một Death rất siêu thì bóng ra đã kết thúc trận đấu. Cảm tất cả các bạn đã xem video giới thiệu một con bài, giới thiệu thêm một con bài 7 có khả năng kích hoạt vô hạn. Xin chào các bạn nhé.